Em nói sao? Ăn sao? Ăn đi, mẹ mời. Con ăn đi. Mẹ mời mà ăn đi. Nó mềm chưa? Mẹ mời mà ăn đi. Rồi, mẹ ngồi đây nè. Duy trên nàng xuân rơi theo môi tình. Mẹ thích cái bài này nè, cho biết hát bài này không? Thích mắt tôm. Hả? Thích mắt tôm. Mẹ thích mắt to. Nè mẹ hát cho đi. Mắt mẹ đâu có to đâu, mắt con mới to cơ. Mắt mẹ nhỏ. Bác sĩ dặn con như thế nào? Ăn rau nhiều. Ăn rau nhiều, đúng rồi. Đúng rồi. Ăn rau nhiều như thế nào? Ba rau. Ba cọng rau. Ăn rau nhiều tốt cho để sức khỏe. Lấy ba rau. Ừ, ba rau, ăn hết ba rau rồi lấy nữa. Ăn rau nhiều tốt cho sức khỏe. Cho ăn đi, mẹ vẫn còn no lắm cơ. Mẹ mệt. Ăn cho chú. Dạ, thì con ăn đi rồi chừng lát nữa mẹ đói rồi mẹ sẽ ăn. Thank you con. Cảm ơn. Muốn đi ngồi ăn. Trời, không có đồ ăn. Không đưa đồ ăn, đưa đồ chơi ok hả? Quên khi ta có nhau, những phút ân ái lần đầu, cho tim càng thêm nhói đau. Duy trên nàng. Sợ quá, sợ quá. So big. So cute. Nhỏ. Mắt nhỏ sao? Ở cái tay bóc bóc đồ ăn rồi vậy nhỉ? Chét lên con mắt. Đau. Ừ. Không cho mình. Con không cần nghĩa lắm em. Ừ, cái món này bóc tay được ok, không bất cần nghĩa. Con không cần nghĩa lắm em. Cái món này mình ăn bóc tay ngon hơn. Nhô 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 nhô. Anh quên khi ta có nhau, những phút hôm nay lần đầu, cho tim càng thêm nhói đau. Duy trên nàng. Các ăn cơm không? Lấy cơm chưa? Ăn cơm. Cơm hả? Mẹ bỏ cơm đi cho con nha. Ok.